Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho những nhà giáo tiêu biểu đã và đang công tác tại một số cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Công Thương. Phát biểu tại buổi lễ thay mặt Ban Cái sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã nhiệt liệt chúc mừng và chia vui cùng với 6 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, ngành công thương đang đứng trước những vận hội mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo xu thế hội nhập sâu rộng và toàn cầu. Đồng thời, cũng đối mặt với thách thức về công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công thương có vươn lên tiếp cận theo hướng hiện đại, tri thức hay không, phụ thuộc phần nhiều vào chất lượng lực lượng lao động mà các thầy, các cô là những người đã và đang tiên phong, nỗ lực không ngừng nghỉ, hy sinh thầm lặng, ươm mầm, vun sới. Danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước ghi nhận những công hiến, hy sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà giáo tiêu biểu ngành công thương năm 2017.